Đây là một em bẹt rê rất là dễ thương luôn. Nhưng mà chú, ôi trời, trời tội nghiệp chưa? Cho lên chuồng đi, tháo xích chút. Tháo bên trong đi chú ơi. Vì cái hoàn cảnh gia đình là bây giờ chú này phải dọn chỗ đi, không có chỗ nuôi em bẹt rê này. Trời ơi, bẹt rê dễ thương quá ha. Một em bẹt rê cái. Ủa sao mắt nó đỏ đỏ vậy chú? Hay nó buồn? Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Anh vô làm quen với nó thử. Đúng không? Tại vì mấy con chó này khôn lắm, mình nuôi nó. Trời ơi, tội nghiệp không? Ừ, trời ơi, tội nghiệp quá. Chú, anh phụ với chú đi. Tại con bẹt rê nặng quá. Thấy chú này chú khóc nha mọi người. Và con chó cũng khóc luôn. Tội nghiệp không? Nó tên gì vậy chú? Nó tên là Sen hả? Cái chuồng này là nó hơi to. Sen. Ồ nó khôn lắm hả chú? Nó thân thiện không chú hả? Thân thiện. Sen ơi, Sen. Thương là Sen. Không, bây giờ cháu nói vậy nè. Thí dụ như mai mốt chú đến thăm cháu ở gần đây nè. Cái nhà cái cầu sáng mình đó. Cầu sáng Hóc Môn. Cứ ngoài này hôm trước có thằng đã 5 triệu tôi cũng đó. À. Ở ngoài này. Cháu là ở cầu sáng Hóc Môn. Bây giờ hai vợ chồng Ti vội vã đi. Tại vì người chủ chó già này khóc mọi người ơi, tội quá. Chú không dám nói với Ti một tiếng nào. Chú vẫy tay kêu Ti đi. Tại vì theo Ti thấy là chủ của bé bẹt rê này rất là thương bé. Lúc mà bé lên xe ổng khóc luôn mọi người. Còn con chó bẹt rê này nó cũng khóc. Trời ơi, tội nghiệp quá thật. Ti chỉ nói được vài lời là chú an tâm. Nếu mà bé nó về ở mái ấm của cháu thì cháu sẽ chăm sóc đàng hoàng. Còn chú muốn đến thăm thì chú đến, cháu cho chú đến liền. Mà thấy ổng khóc nên Ti thấy ổng buồn tội nghiệp quá nên Ti đi luôn cô chú ơi. Không dám dòm luôn á. Ổng không dám dòm con chó với dòm mình luôn. Ổng quay vô chồng mà mắt ổng đỏ hoe luôn. Vậy là chứng tỏ là ổng rất là thương con chó này. Ti nghe cái người kia nói con chó này người ta trả 5 triệu chú không bán. Bây giờ chú đem cho. Trời ơi thiệt. Cái cảnh mà chia tay với cái người bạn nhỏ thân yêu của mình á, buồn lắm mọi người. Ti nói thật với cô chú và các bạn, Ti rất là hiểu cảm giác buồn khi phải chia tay với người bạn nhỏ của mình. Thiệt luôn đó, Ti đi đã một đoạn rất là xa rồi. Mà Ti nhớ lại cái ánh mắt của người chủ bé cún này, tội quá mọi người. Thấy chú buồn mà giống như là rơi nước mắt đó. Một người đàn ông mà rơi lệ là người đó là phải rất buồn lắm á mọi người. Trời ơi, thấy chú thấy thương dễ sợ luôn. Thì Ti cũng báo với cô chú là mái ấm Ti Ti đã tiếp nhận em cuốn này vì một cái hoàn cảnh riêng nào đó. Ti không hỏi người chủ của bé tìm chủ cho tìm một cái nơi cho con nó gửi gắm cuộc đời nó vào. Thì bé bẹt rê này sẽ về với mái ấm của Ti và được sống trong tình yêu thương của các bạn bè khác. Theo Ti nghĩ chắc đây là một bé bẹt rê cái nên chú không cho người khác. Tại vì sợ là giống như là những bé cún này bị trở thành cái công cụ sinh sản. Không, nhưng mà Ti cũng cảm ơn người bạn ở trên Facebook cũng như cảm ơn chú đã tin tưởng mái ấm Ti Ti. Đối với Ti là bé nào cũng như bé đó. Bé chó bị bỏ rơi ở ngoài đường hay là một bé chó có một cái hoàn cảnh khó khăn gì đó, Ti đều thương như nhau hết. Trời ơi thiệt, buồn quá. Nhớ lại cái ánh mắt của cái chú này. Ti không biết tên chú là gì luôn mọi người. Ti đến là chú bế con chó ra, xong chó cũng khóc, người cũng khóc. Rồi Ti sợ quá. Ti sợ nhìn thấy cái khuôn mặt buồn bã của người khác lắm mọi người. Nên Ti với hai vợ chồng Ti đi luôn. Từ cái chỗ này về mái ấm của Ti thì nó cũng không xa mà không gần. Thôi bây giờ Ti sẽ tắt clip ở đây.
Khi nào mà bé về tới máy ấm thì Ti sẽ cập nhật tình hình của tất cả các bé ở trên cái YouTube và Facebook của mình. Ti thì Ti không biết ghép clip đâu mọi người, nên có nhiều cái clip á mà Ti chỉ đăng ở trên Facebook thôi, Ti không biết ghép lại. Ti vẫn rất mong là cô chú và các bạn sẽ yêu thương và ủng hộ tinh thần cũng như chi phí để Ti có thể làm tốt công việc của mình hơn. Ti cảm ơn mọi người đã yêu thương máy ấm nha. Mọi người nhớ like, subscribe và chia sẻ cho máy ấm của Ti nha mọi người. Ti rất là hy vọng các con được nhiều người biết đến và được sống trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Bây giờ Ti không biết quay cái màn hình lại như thế nào để cho mọi người nhìn thấy cái ánh mắt của bé cún này. Bé cún mẹ rê này là một bé cún cái tên là Sen. Ti chỉ nghe được cái chữ Sen ơi, chứ Ti chưa có hỏi nhiều. Tại vì Ti thấy khi mà người chủ già chia tay với bé cún này, ông ấy đã gượng lại để cho không khóc. Ti thấy cái chú đó rất là buồn, nên Ti thấy tội quá. Ông cứ vẫy tay, ông kêu đi đi, đi 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 đi. Là chắc là ông rất là đau lòng luôn á. Thôi Ti xin tắt clip ở đây nha mọi người. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe.